Vâng, và xin chào bác trở lại với kênh YouTube Bảo Đô. Thì quay trở lại kênh và em sẽ thanh lý với bác một cái tủ đài 6 trong 1 All in One của Victrola. Thì cái mã này nhà em đã bán hết một lô hàng và hiện tại đây là sản phẩm cuối cùng, đúng rồi, em sẽ thanh lý trước cuối. Trước này thì hôm trước cũng đã đập hộp review và cho bác rồi, vứt ở kho, hôm nay mới mang về và em sẽ mở lại và em test lại một lượt các cái chức năng cũng như để quay video thanh lý luôn cho các bác. Vậy thì em sẽ bán cho bác cái Victrola này, có tên có mã là giờ em try và em bán rất là nhiều rồi. Trước đây em bán giá có 7 triệu gì đó. Hôm nay thì em còn một chiếc cuối sẽ thanh lý cho bác nốt chiếc cuối, sale nốt cho bác là mức giá là 5 triệu 8. Đặc biệt hơn nữa thì hôm nay em sẽ tặng cho bác hai cái băng cassette đây này, tặng cho bác là hai cái băng cassette để các bác về dùng luôn đấy nhá. Một cái băng cassette của ca sĩ Tuấn Anh, cái này thì em test luôn cho bác, rồi một cái băng cassette của ca sĩ Hà Vân đấy, băng cassette. Ok, thì đây là một sản phẩm vẫn là hàng chính hãng bảo hành 1 năm và bây giờ sẽ khui cho bác luôn. Cái điểm duy nhất là gì, đã unbox và đập hộp trước rồi thôi. Còn nhà em là đơn vị bán hàng online, do đó thì gần như là không có bày ở biện gì hay là có cửa hàng demo, mà các bác đang mua là tại shop tại nhà em luôn. Do vậy thì các bác yên tâm là về độ mới thì nó cũng gần như là mới nữa, không phải là không vấn đề gì cả. Nhưng mà hôm nay thì tranh thủ một chiếc cuối thì em sẽ khui ra, em thanh lý thì em sẽ test lại một lượt những cái chức năng của nó để chúng ta các bác mua hàng chiếc cuối để các bác nắm được. Đấy. Cái chiếc này thì ngoài cái khả năng sử dụng ra thì nó có thể coi là một sản phẩm decor rất đẹp nhé. Decor rất đẹp, một là nó có tính sang nhã rồi. Tất nhiên thì với một cái tầm giá này thì em nghĩ là khá là dễ tiếp cận và rẻ. Chúng ta vừa được một chất lượng âm thanh gọi là tương đối ổn thôi, chưa thể gọi là xuất sắc, nhưng mà đại khái là hợp lý trong tầm tiền cho chúng ta sử dụng. Đấy. Thì về cơ bản nó cũng phụ kiện nó không có gì nhiều cả, chỉ là một cái sợi dây nguồn thôi, bởi vì con này không có cái gì điều khiển đâu các bạn. Tất cả là cắm qua adapter nguồn. Thì nó có một cái này ni lông đúng không? Phải bóc như là không cần. Chỉ cần các bác nhắc nó lên, đấy, nhắc nó lên để chúng ta cài khóa cho nó. Thì ở trong đây là cái cơ đĩa để đặt làm than, nhưng nó còn có tấm lót nữa mà. Tấm lót để đặt đĩa. Và ngoài ra thì các bác sẽ có thêm một số cái nữa như là chơi băng cassette rồi. Ở đây thì em sẽ bắt đầu test cho bác một số cái chức năng để chúng ta trải nghiệm, từ băng cassette tới CD, tới bấm than, rồi nghe đài FM, nó sẽ có cả anten để chúng ta bắt sóng nghe đài. Nói chung là hình thức thì các bác yên tâm, nó là gần như là gọi là 99,9% thôi, nhưng mà chẳng qua là em đã khui hộp rồi thì nói luôn cái sản phẩm này đã khui hộp chứ không phải sản phẩm nguyên siêu. Thì ngày hôm nay mở ra để test lại một lượt cho các bác. Bây giờ em sẽ test từng cái chức năng một. Đây, khi mà cắm điện lên ấy, thì cái nguồn điện nó sẽ như này. Các bác sẽ có đây, em đang để là chế độ nó là Bluetooth này, nó sẽ có FM này. Đây, FM đây. Đây là CD nữa, nhưng mà em thì em chưa có cái đĩa CD nào để em test đĩa CD cho các bác. Bây giờ sẽ test từng cái chức năng một cho các bác, chờ một chút để em lấy cái đĩa CD. Ok, thì bây giờ em sẽ bắt đầu test cho các bác là các chức năng của cái đầu này các bác. Đây em đang mở là cái đài FM. Đây, ở đây phía sau này sẽ có dây để chúng ta bắt FM, thu FM. Đấy, thì nghe rất là tốt luôn nhá, nghe khá là trong đấy. Tuy nhiên là cái dây này hơi ngắn, các bác có thể chế cháo thêm, chúng ta cho nó dài ra để bắt sóng nó khỏe hơn thôi. Em thấy nó hơi ngắn, hoặc là gắn thêm một cái thiết bị có kim loại như là nhôm nhiếc hay đồng nhiếc ở phía đầu để chúng ta thu sóng tốt hơn. Làm thế nào? Ok, đó là FM. Bây giờ thì các bác sẽ sang về phần CD thì em đã chuyển CD. Thì ở đây em đang hết đĩa CD, em đang dùng cái đĩa SACD, tức là dạng nhạc DSD ấy, thì em test thì cũng thấy nó vẫn đọc tốt, không nghĩ là đọc được cái SACD, bởi vì là SACD định dạng thường một số đặc trưng mới đọc được, nhưng con này vẫn đọc được cả SACD nhá. Đấy, đó, đây là SACD và ok. Tiếp đến là chúng ta test nữa là Bluetooth. Cái này em nghĩ là thôi không cần phải test, bởi Bluetooth thì nó quá đơn giản rồi. Các bác chỉ cần chuyển về Bluetooth và bác vào điện thoại kết nối là xong thôi. Cổng AUX, cổng này thì chúng ta không cần phải test, bởi vì em đã sử dụng rất là nhiều rồi. Cái này chúng ta chủ yếu những phần mà dùng để bắt đĩa hay là kim than thôi. Đây, tiếp đến là phono, chuyển ngoài ngõ phono bấm than đấy. Bấm than thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thể tháo cái này ra, phải tháo cái cần ra. Chờ một chút, nhấc cái cậy cần lên rồi, ok rồi. Tháo cái khóa cần ra và chuyển lên. Sau đó chúng ta đưa vào. Đó, đưa là lập tức là mâm than nó sẽ chạy ngay. Và chúng ta gạt cái khóa cần xuống, gạt cái cần xuống. Đấy. Thì bác chờ một chút. Đó, đọc luôn đĩa nhé, đọc mâm than luôn. Ok, bây giờ em bóc cho em một cái băng cassette để chúng ta test cassette. Nói chung là hàng em để trong kho thôi, đâm ra là chúng ta yên tâm là nó cũng không có gì về chất lượng cả, chỉ có là test lại cho các bác yên tâm. Bắt nào mà mua cái sản phẩm này thì yên tâm, bởi vì là về hình thức nó mỗi hộp hơi xấu, hộp đã khui rồi thì nó nhìn nó hơi, cái vỏ hộp hơi xấu thôi, chứ còn về chất lượng các bác yên tâm nhé. Cái đĩa Tuấn Anh kìa. Đó, thì bây giờ em sẽ test cho các bác một cái băng cassette nữa. Ở đây em đang mở mâm than, mở lại mâm than. Các bác chờ em chút, em sẽ test cho bác cái đầu băng cassette. Cassette thì ở phía này, thì chỉ chúng ta đưa băng cassette vào là dùng luôn thôi. Hai cái băng cassette em tặng các bác là hàng mới hết nhá. Đây, tặng các bác là hàng mới hết luôn. Cái này chờ một chút, bóc thì phải bóc vào cái đầu này này, nhấc lên. Đó, đưa cái này vào. Ok, bây giờ em sẽ test cho băng cassette các bác. Đó, ok, chuyển nó về bên tép và bắt đầu bấm cho nó chạy. Ok, em đã cho băng cassette vào rồi, đang chạy rồi nhé. Đây là băng cassette, một CD của của Tuấn Anh. Cho tôi tìm một thoáng hương xưa. Đó. Cho tôi về. Nói chung là đọc rất mượt mà mức giá thì thanh lý cho bác giá 5.8 triệu, tặng 2 băng cassette. Đó là một số cái chức năng em vừa test, mà ngay sau đây sẽ gửi tới bác một bản test nhạc hoàn chỉnh trên cái đầu Victrola The Empire, cái sản phẩm cuối cùng này, để mời bác cùng lắng nghe các cái bản test nhạc ở trên cái Victrola. Làn khói trắng du đời vào quê lãng, nâng sầu thành hơi ấm hơ dịu tình đau. Ngày ta nín ăn yêu người làn tóc trắng, tâm sự rồi đến đắng cho lệ giờ biết nhau. Đêm vô vẻ nuôi nắng, đêm trao ngọt ngào hương phấn, buông nơi dòng tóc mỡ trên vùng ngày tháng vật vờ. Thân em rồi hoang phế, lê theo thời gian rông gió, tôi cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát đi. Một đời đổ cho tình yêu, từng đêm dòng nước mắt sẽ cho nhau đời nhau, đớn đau em sẽ cho nhau đời nhau, xót xa anh dắt đưa nhau mối hận đời người. Trả lại nước mắt cho mình đời son sắt, thôi rồi em cũng mất cho tình cúi đầu. Một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen, tối đây bao giờ đời sẽ vui. lẽ theo thời gian sóng gió. Thôi cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát đi. Một đời đổ cho tình yêu từng đêm dòng nước mắt, sẽ nâng niu đời nhau đớn đau. Em sẽ cho nhau đời nhau xót xa, anh dắt đưa nhau mối hận đời người. Trả người nước mắt cho mảnh đời son sắt. Thôi rồi em cũng khóc cho lệ cúi đầu. Một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai, người quên tôi đây. Bao giờ đời sẽ vui? Một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai, người quên tôi đây. Bao giờ đời sẽ vui? Bao giờ đời sẽ vui? Bao giờ đời sẽ vui?